lồng nữa cả. Đi tìm ổ gà rừng á. À. Đây, có một con nè. Đang nằm ngoài rồng nè. Xua ra nhé. Hả? Xua ra nhé. Đó. Xua trứng ra vậy. Đó, bể trứng từ từ. Đó. Đó. Đây nè, một ổ trứng gà rừng nè. Đã chưa? Được nhiều cái ta? 2, 4, 6, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái trứng. Đó. Đi tìm tiếp. Gà đẻ toàn ngoài rừng không, ngoài rẫy được không ta? Gà rừng mà. Là dòng ép, gà ép. Hả? Rừng ép. À. Đây một ổ nữa. Đã chưa? Úi da. Dạ, này nó cũng ấp luôn hả? Đang đẻ ha. Ấp, ấp, ấp. Và ổ này mấy trứng mà? 9 đồ. 2, 4, 6, 8, 9. Ừ. Ồ, hay ha. Thôi, kêu gà về. Còn mấy tổ nữa cơ này? Mấy tổ vậy? Tiếp không? Chỉ tiếp không? Hả? Tiếp không? Trong bếp có tổ này. À. Trong viện có tổ này. À. Không, mình kiếm ngoài rừng thôi. Ừ, gà nó đẻ. Công nhận nó lai gà rừng nó đẻ ở ngoài không ha? Nó đẻ nó nằm nó ấp luôn à? Vâng. Hả? Vâng, chỗ này lâu lắm không kiểm tra, không biết được nó đang ấp hay đang làm gì. Ồ, đang ấp nè. Thôi kệ nó đi, đừng đuổi ra. Đây nè. Một chú đang ấp. Quay nhạc bơi nữa. Đấy. Đấy. Gà rừng nè. Đấy. Gà rừng đang ấp nè. Còn đây. Hả? Nhiều lắm. Ôi cha. Nhiều dữ vậy ta? Rồi sao mà cháu phát hiện ra được hay vậy? Gà rừng đẻ khắp nơi ta. Ô, cái này nó bể hết mấy trứng rồi cháu nè. Có dấu nè. Nó là lứa trước nó lở ra. Đây có con gì ăn nè. Không. Hả? Lứa trước nó lở rồi ấy. À. Lứa nó bỏ rồi. À. Đây quả. Đang con. Kìa, đang con à. Hay chưa? Gà rừng nó nở xong nó dắt đi luôn. Hết rồi phải không? Đây. Hả? Đâu? Ở đây có không? Tuổi rèn đấy. Là trắng đấy, gà trắng đấy, tự nhiên nó thay biến đổi rèn đây nó ra đây. À. Đây. Bới trong này ra có một tổ. Mà nó đang ấp luôn hả? Đấy. Ui cha. Ui cha. Ui cha. Nó ấp hết vậy ta. Gà. Đâu rồi làm luôn. Đây. Đó. Ừ. Gà rừng. Gà rừng thôi, đẻ nó. Cho nó ăn cái gì? Ngô à? Chưa, chưa, chưa. Gà rừng lai mà cũng biết ăn ngô ta. Mình cho mình chẳng có mình nuôi từ nhỏ nên là à. Từ phần hóa nó nên là ngô. Con gà trống nghe nó nhát quá ha. À, nó thấy quay phim nó sợ không? Chớp 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 chớp. Nó thấy đuổi mấy gà mái. Cái này bán không cháu? Có. Hả? Có có. Bán ví dụ như gà này bao nhiêu, gà mái bao nhiêu con? Mái 100 một con, gà trống. Mái 100 con. Giống như con này là 200 nè. Con gà trống như vậy 200. À, bán rồi liên hệ số điện thoại cháu số mấy nè. Không, cháu đọc đi, cháu đọc số cháu đi. 01386 01386 01666 à 01666 549 549 008 008 rồi liên hệ lợi đúng không? Là mua gà rừng lai, nếu mua gà rừng lai. Con mái là lớn lên vài mấy trăm hả? Rồi gà con có bán không? Con nhỏ nhỏ có. Bao nhiêu một con?
nhỉu cũng nó nhỏ thì 10.000-20.000 một con, còn nó to hơn thì à vậy hả, mấy chục. Ê, bữa nào chú mua ít con về nuôi. À, nếu mà liên hệ số đó không được thì liên hệ số 0987 043052. Nhiều lắm, nó vẫn đi ấp đi lằng nhằng. Ở đây là khu vực của huyện Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng nha các bạn nha. Ở xa quá thì không có thể nào bán được nha. Đây gà rừng nè. Lai nè, đó gà trống rừng đẹp chưa? Có một con kia nó sợ quá kìa. Ha. Con đó nó sợ. Như con này 200 tính ra rẻ chứ. Hả? Đi bán cho tiệm vẫn thế mà. Hả? Nó người tiệm họ mua vẫn thế. À tiệm họ mua vẫn 200. 200 con. À. Bằng tiệm. Đây là gà rừng lai, lai gà tre. Đó là dòng F2 rồi. À F2 rồi. À. Nhưng mà nó cũng vẫn còn mang tính hoang dã ha. Có gà zin nhưng mà có gà zin nó đẻn ngoài rừng. Gà zin đâu rồi? Nó lạc vàng. À, tối gà rin nó lãng vãng nó về mà sao mình thuần hóa nó được hay vậy ta? Mình nuôi theo đàn này. À, nuôi theo đàn này nó. À, hồi xưa mình đi trong rừng mình bắt được mình mang về mình ấp hả, nở hả hay sao? Mình là cũng là đi mua về nhưng mà mình kiếm có gà rừng zin ấy, mình ép ra. Ấy. Gà gần như là gà tre xong mình ép dần dần ra. Càng ngày nó càng dòng online nó zin zin dần ấy, thuần trưởng dần. À. Cái này mình được khoảng bao nhiêu con? Có á, tính ra cả to nó nhỏ chắc phải hơn 100 con. Hơn 100 con gà. Bây giờ nó cứ đi ấp mà còn nó đi ăn chứ về. Gà này chắc nó ít bệnh ít rồi ha. Con ngủ trên cây mà. À, nó ngủ ngoài cây ngoài rừng rồi sao bắt được? Con ngủ trên cây đường. Ha, khó bắt. Rồi, khu vực xã Nam Hà nha. Của huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. Nếu mà các bạn mua mà ở gần gần đây thì tới đây mua. Quay nó chạy được. Lại gọi về phải rủi đi không đuổi gọi về chứ. Cô 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 cô. Thế nó hấp dẫn đi. Đuổi đi gọi về nhé. Đâu cháu gọi cái lại. gom lại một chỗ nhỏ xíu thôi. Gom lại một chỗ nhỏ xíu thôi, đừng có rộng quá. Gom lại một chùm thôi cho nó đã. Một chùm thôi, một chùm nhỏ vậy thôi. Chùm gà. Thì một chùm nhỏ thôi, chừng khoảng mét vuông thôi. Rồi, đó, gom lại. Đó, gom vậy đó. Chứ. Con cái khó chịu chứ. Đây là gà rừng lai đây. Không thấy mà hồi vô lên phim là đẹp. Rồi, ta gặp chủ nhân là tên là Lợi, số điện thoại 01666 549 008. Rồi. Đó. À, gà mà gà mà cái gà là con gà con. Gà là rừng lai. Đó.